Rồi chốt ngày đi chị em. Nè, hôm nay chị em mình chốt ngày đi. Chốt ngày hôm nay là chị em mình tụm nụ. Chương trình là tụm nụ. Bữa nay hả chưa dám đếm tiền. Mấy bạn đếm được nhiều. Em sổ. Em không giận thắng là em lòi. Cũng là nhờ chồng chị. Cảm ơn chị. Thôi má ơi, cái phước cái phần của bà. Sao bà? Chính cái quầy này đều nhờ chồng chị hết. Rõ ràng đúng không? Không nha, không nha. Không nha. Chồng chị là chỉ hỗ trợ em bữa đầu. Camera đưa thẳng cái lỗ tai nè. Sao là chồng em nha. Trời ơi, cái lỗ tai gì kỳ vậy? Không có miếng sụp ra luôn. Sợ nhiều quá vậy. Cái lỗ tai gì đâu mà nó quặt. Má ơi, nó quặt. Cho ta tiền lọc nè. Trời ơi. Nãy chị mới đi hầu đồng. Trời ơi, dạ thập phương tha lại la. Trời ơi. Đây là gì chị? Tiền chị em má hầu đồng nè. Tiền hầu đồng của Jessica nha mọi người. Ngày mai là chị em mình trúng số nha, lấy 11.000. Mua đúng một tờ vé số cho tôi. Cho anh số luôn đi. Cho anh số luôn kìa, cho anh số luôn kìa. Nè, 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 em đem đi đánh đề nha. Cho hai anh. Đi giữ mà. Ngày mai em sẽ mua tờ giấy số cho mọi người nha. Chú một tờ là em mua hay mua tờ số về đây hết. Buồn chịu đi, số tôi quá đẹp. 789 767. Nè, số cho số tờ tiền em quá đẹp. Chị 979 nè. Thôi má ơi, bà là gì đó má ơi. 79 là tài má. Thôi má ơi nè, số tôi là 789 là số tiếng luôn nè. Rõ ràng không? 789. Còn trên đây 767. Trời ơi. Rồi, bây giờ này chị em mình họp mặt rồi, bây giờ là sẵn là YouTube á thì nghe nói là chị cho chị mượn cái mic coi. Đổ con, đổ, 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 đổ nước. Là từ ngày chị vô đây tới bây giờ là ai là người chống lưng cho chị mà sao chị mạnh miệng quá. Ai chống lưng chị? Em chồng chị. Chồng chị tên gì? Ở đâu? Tên thắng ở đâu? Thắng ở Việt Nam nhiều thắng lắm. Thắng chồng chị người nước ngoài. Người nước ngoài. Nước ngoài. Nói nghe nè, chồng chị người nước ngoài chị không xin tiền, chị lắp cái sụn này vô cho lỗ tai chị đàng hoàng. Đây hỏi chàng cho. Rồi như cái quần thắng lại vậy á, cái quần thắng lại. Cái gì mà lỗ tai không có cái sụn. Cái này á người ta gọi là sao cả? Khuyết tật định hình. Là sao em không hiểu? Em hiểu không chị? Thiệt bé. Nhiều bé 2 lắm, bé 3 gì cũng nhiều bé 3, bé 2 lắm. Dạ. Nhưng mà chị cái điểm nhấn không? Cái điểm nhấn là bé bé. Điểm nhấn là bài cỏ đúng rồi. Lỗ tai không có cái sụn. Nhưng mà sao chị không bây giờ là chị nào nghe nói là chị nào ảnh bay về ngân cuối hồi cưới chị nữa. Không có, chưa cưới. Bay về là cho tiền cho để cái này lại. Để lại đi. Cái này lại rồi mới không, cưới. Không, cái gu ảnh ở bởi là hết vậy á. Hết người khuyết tật hay đúng rồi. Khiếm khuyết nè. Rồi chương trình là cao găm mà để qua đêm mà đem về cất cái gì vậy má? Không có, một lát cao găm là không có mua. Rõ ràng cao găm đi lượm. Nhỏ đi lượm. Không, cái này. Tao ngủ đây rồi. Em về, đem cho tao đứa chân mẫu đi. Nè, cái này á là cho tao đứa chân mẫu đi rồi cũng đang cho bán. Chị nó bán, rồi 4 giờ sáng dậy sớm em xuống chị cho em miếng đồ găm về cái nắp chảo thì em mua ớt. Đi lụm má ơi, cái này đi lụm nè. Ai, em đừng có nói vậy. Ớt là của em lấy của chị luôn. Trời đất ơi, giải ngào bắt đầu học trời ơi. Rồi hồi nãy mới vừa nghe bà xin em cái gì nè. Hồi nãy mới xin nha. Mới vừa nghe. Đó. Xin nước hoài. Xin hai lon bia. Xin nước hoài. Xin hai lon bia. Rồi làm tôi ế luôn. Tự nhiên vô xin nước cái mà hết tiền luôn, má là sụp đủ luôn. Rồi nè nè, hát cảo tôi thấy là mấy ngàn. Rồi đổ nhớp, đổ ơ đồ rồi. Rồi trời ơi chết rồi. Mở rồi xu rồi tự nhiên mà. Trời ơi trời ơi. Vàng thè luôn rồi, vàng thè luôn rồi trời ơi. Dao dâm á, dao dâm là chưa nhúng cái đồ kim biên đồ nó. Hôm nay là nó tươi nè. Ngày mai nó héo. Chết rồi nhúng vô cái đồ Trung Quốc. Ngày mai nước tương. Rồi ơi, can kim biên luôn. Ê, cái can nè, dạ, quý vị ơi, hôm nay thêm rồi. Dạ, đây em xin 2 phút quảng cáo cho quý vị nha. Đây là một loại nước tương mới của chị hai nhà em, dạ nước tương 10 lít. Trời ơi, dấm luôn. Ôi, muối chứ dấm gì. Ôi, nó còn gì trong đấy vậy? Ê, con cá, con đồ. Trời ơi, là trời. Cái này dấm gì mà không có thương hiệu gì vậy má. Ai để cho quầy chị á má ơi. Cái cải chua, cải đồ gì mà nói chung là chị hai rất là tiết kiệm. Ai gì không xài để quầy chị hai để xài đó. Ê, còn đu đủ này làm sao vậy đu chị ba? Đu đủ nó mềm xèo mà. Đem qua để chân mẫu cho bà. Ê, đu đủ này là bà ngầm hàng the nha. Em nghe cái mùi hàng the trong đây nha. Trời lỗi chết nha. Thì nhúng hàng the phải không? Bởi vì giữ lâu quá trời. Trời lỗi chết là cao không có nổi bởi lùn hoài lại. Trời ơi chết rồi. Đủ nó đạn ngày rồi đó sao? Ngày mai là ngày thứ tư rồi đó. Mình đi nước tắt uống xong để dành lại uống rồi. Trời ơi chết đá không biết đường. Trời ơi. Chồng tôi mua ủng hộ mọi người mà sao mọi người ác cảm với tôi vậy? Hỏi cưới nào kêu chồng. Trời ơi tôi kêu anh Thắng không có mua ủng hộ nữa nha. Hỏi cưới rồi nào. Bưng dầu cao hỏi cưới chưa? Bây giờ hỏi cho ảnh đi. Bây giờ bái tôi phát tiền rồi đây. Hỏi cho ảnh đi. Bây giờ nè. Đừng có giặt. Nó lại gì vậy? Con Mỹ kia nó làm cho em. Con Mỹ kia nó làm cho em. Quán ăn chị
giành đất bên Phú Yên cũng em á. Không, em nhìn cái tấm này em nhớ bên Trùng Phú quá à. Người Tàu em hay để nè. Thằng mi đúng không? Rồi 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 rồi. Bắt đầu đơn giản cơ. Đã đảo đi đi. Đã đảo đâu nha. Đã đảo. Trời ơi. Không có cái hình gì hết trơn. Đã đảo đi đi. Tao đâu có để được. Cái này là biết sao không? Là giống như là không có trả tiền người ta thiết kế nè. Đâu có rồi đơn giản. Nghèo quá nghèo quá nghèo. Mỗi tấm 50 ngàn như vậy. Trời ơi. Lấy 50 ngàn à. Trả luôn. Chưa trả luôn. Trời ơi. Chết rồi trời. Trả cho người ta 100 ngàn. Trời ơi. Trả tiền cho ta. Thôi chết rồi. Trả tiền cho người ta có điểm này. Anh chừng hòa. Bây giờ cà. Nước là tài của ai? Trời ơi, nước là tài của chị với em, nói chung là lét lét. Tủ lạnh gì không có, mang qua tủ lạnh nhờ bên đây thấy không? Trời ơi, chốn rồi. Trời ơi, bữa nay mệt kêu xem lét dọn giùm. Ba nước vậy nè, qua chị xài vậy bộ vậy nè. Qua đứng tưng tưng vậy nè. Bỏ hút đơn giản cái cùng đời qua đi làm gì đó. Xài vậy đó. Chứ không á, không có tổng xài luôn. Không có tổng xài. Phải đi lên, đi trà tắt rồi ăn để cho bộ đi ngang qua. Ai tùy quá ơi. Không có, không có mà chị ơi, chị cho em xin miếng nước. Chà táo của em. Trời ơi. Uống tinh bơ luôn hết xin luôn. Nghĩ, nghĩ sao mà mở miệng ra nói bán ở đây lỗ. Có mở luôn mẹ đâu lỗ. Bây giờ là xin của người ta với lấy của ta không mà lỗ. Bây giờ mấy ba đếm 1, 2, 3 là đã đảo mà. Gửi cuốn. 1, 2, 3. Đã đảo. Đã đảo. Trời ơi là ta đỡ đó vậy. Thiệt chứ bà từ lúc bà lên đây bà bán thì bà cũng có tốn tiền xăng chạy lên tốn tiền thay mấy cái bình ga hai lon 4 ngày nhiều là không có tốn hai lon 4 ngày ôi kỳ quá trời đau lòng quá Nhi ơi chị lại em. Trời ơi chị kỳ quá, chị xin hôm qua xin dầu ăn của chị phải không? Hôm nay kêu con Lét xin dầu ăn của em. Ngày này chuẩn bị này, chuẩn bị cái menu dùm đó. Xin của chị luôn. Ờ đó. Rửa đồ đâu có tốn tiền làm ăn đâu. Chị thách cái người chị lên thôi. Sao không trả 300 ngàn tiền làm bản đi. Trời ơi, bà nói là ngày mai làm cho bà cái menu bà mới đưa. Trời ơi, bà không đưa. Cậu về chứ không coi xa. Trẻ cậu về chứ. Mở về chứ. Vậy. Chưa lớp cậu luôn. Lớp năm quậy người ta về hết chưa hơn còn đám BD nhiều chuyện ở lại này đó thấy không? Nó có bác sĩ có chứng nè. BD làm lộn không chưa về mà thôi. Bây giờ tôi nói là bây giờ là giờ YouTube là đã đảo bà hai là bỏ tánh đó liền. Chứ gì đâu mà kim biên đồ không mà trời hiểu chưa này hủy coi. Hiểu hết rồi. Nãy giờ mày bịt. Khách vô. Trời ơi. Bảy. Khách vô. Khách vô. Rồi. Bảy bóng nha, bán rồi cũng bán ơi. Chân gà đi nha mọi người nha. Ở đây chơi nè Bảy. Vậy hả? Không có biết đâu. Rồi đi luôn. Ôi, ê, đâu có bỏ phụ nữ của bác anh là bưng gà của mình. Ra đi không thử tiếp má. Chưa có chốt đơn được. Lên đây. Chị ba, kêu bà lấy cái quần đợi không? Không trời. Mẹ con mà con kỳ vậy. Cái thằng cái nắp của mẹ con, cái nắp mẹ đâu? Rồi ý vậy ý, ý của chị sao? Sao vậy? Rồi ý của chị bây giờ là chị có xin nữa không? Không, chị nói tới tháng chị hùng. Đó hùng. Trời ơi, tới tháng hùng nhiều. Thì tiền nước tính nhiêu chị chia? Chia nhiêu? Chia là mấy vậy? Ví dụ ơi. Chấm nè thì chị hùng 3 triệu. Tôi trả số ngủ là gà đó. Trời ơi, hay là má chia 4 người nữa đó nha. Là 30 quay, chục đó thì quay của chị 2 người, bà quay bả 2 người bả chia 1 phần. Cái tao gửi tao đi về đi mấy ba. Đó, đó, thấy không? Mọi người thấy chưa? Kỳ quá má ơi, con người kỳ quá. Nè, nó không có thằng kia về, nó đâu có trân trọng hết tên của ta đâu, có rõ ràng không? Trời thầm thiếu, nó không trân trọng đó. Dùng hết tên ở đây luôn. Rồi bây giờ không trả tăng 100 ngàn, nãy giờ tao đòi luôn. Má chị trả. Trời ơi, nè. Bất tao thì lấy rồi, tiền không chịu ổi rồi. Đâu có ai hả? Có. Chẳng qua cái đồ mẹ lọt kìa trời ơi. Hả? Hả em là không phải. Có xài đồ mọi người không? Đó nhưng mà ý là cái tiền em để rồi để tới tháng em đưa luôn chứ em có tiền ở đây mà. Không tiền để cho em mà cho chị già cho già đủ đi. Đưa trước đi. Ở đâu được ngày nào luôn rồi đó. Ừ ngày nào để dành ở đây. Ủa đi bán đem hai cái đống này chi vậy? Cái lũ nhậu cái gì? Nó này búp bờ luôn đó. Nó này búp bờ giả nó luôn đó. Sao kỳ vậy? Đem cái gì đâu khu ra coi. Không có mà. Búp bờ rồi không có bà nội ơi. Rồi bà đem cái này làm gì? Mấy lũ ta. Trời ơi. Bằng chứng cái quyến cùng đó của chị đó. Rồi đó. Nó này có ai không? Bây giờ tôi hỏi hẳn là không bây giờ. Mà lại lấy làm gì chị? Này có ai? Bọc bọc hết cả đó. Trời ơi.
Rồi bây giờ của bà cà đúng không? Đúng không? Cà. Sao bà xài đồ người ta? Rồi, của bà cà sao? Của bà cà sao? Thắng nổi rồi, chị cà chỉ đưa cho xài. Ủa đưa xài là cho hay là đưa? Chị cà. Chị đưa cho xài. Có dùng lại chứng lại chết rồi má. Bây giờ đưa xài hay là đưa cho mượn hay sao nói hẳn luôn. Hồi nãy á là hôm bữa qua là đưa cho mượn em cắt một miếng em bọc cái dĩa há cảo của em. Em giữ 2 ngày. Em giữ 2 luôn. Có tặng 2 ngày không? Bây giờ chị thanh lý này lại cho bà chị lấy tiền đi chứ gì để là mất đó. Không, của lấy là trốn ở nhà đồ chị em mượn ở nhà. Dễ trả gì. Thôi vậy hả xuống ngủ là đưa trước. Thì dễ chưa trả nữa. Là bà đòi cái này là đòi lại phải không? Là tôi quê đó má. Thôi bà kỳ của bà hai ơi. Chết mày á, mày làm sao tôi cho được á chứ hả, biết là không được á. Tại kỳ này là tao nói với đầm xe là một con là hai con, mày là con thứ ba đứng nặng á. Good, good. Ê, good. Đang thiếu kìa. Thiếu có thì. Ê, đi ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Đi ra đây. Chị em mình hết rồi, đi ra đây. Lọ đi, đi chị em mình ra đây, chị hết ra đây. Rồi. Cái vỏ tiền nhiều lắm nha, chị mất à. Thở tiền lẻ rồi mà má ơi. Gửi cái gì vậy con? Trời ơi, mới ra nhà rồi. Cái gì đâu mà bán bắt người ta ngủ đi trời. Dạ dạ đâu. Rồi, dạ hai một hai con nè mọi người đi giúp coi. Rồi con này con gì vậy chị cà? Cà, con này con gì cà ơi? Con này con gì? Con này Pikachu. Con này là Buluki. Buluki. Con này bú quá trời. Con này là để bà hai vô nè, bà hai vô. Con gì trời? Bú quá trời. Tao là cái này là công viên gia đình nha, cái bến của chị hai nha. Và hai chuyên gia công viên gia đình chứ hết rồi. Không có mà. Chứ đâu nữa. Chứ mày đâu nữa. Trời ơi. Quận 2. Quận 2. Hồng Lũ Đi. Rồi. Trời ơi. Hồng Lũ Đi hả? Cánh Đồng Quang. Chỉ đổi địa điểm em bên hông lầu á em. Trời ơi. Đầu chỉ dắt đi giá nhiều. Đi giá nhiều. Phải nhiều bà trả tiền ngược lại anh ta. Còn đi. Còn đem phát khảo trên mời. Ăn đi. Giống như vậy. Anh ăn đi anh. Rồi. Ảnh đang ăn ở trên là bãi dưới. Quá em quá hai dạ, hai thiếu hốn bây giờ hai có chồng hay hưng thúi quá à. Chiều nào lên cũng ngứa gãi gãi. Ôi bằng hai xu hai ngồi chơi hôm qua ngồi để nhậu thôi chứ mấy anh ở đây là đến 2 giờ đêm mới về luôn. Trời ơi ơi tôi với bà là nó gồng nó gồng luôn á. Giang ơi kêu Hứa Dĩ Văn qua coi Hứa Dĩ Văn có mượn gì bên bển không vậy má? Mượn gì bà nội? Bà có xài gì bên thằng Văn không? Không má. Có một ca la là có nha. Gọi Hứa Dĩ Văn coi bà hai có lấy gì của anh hôm qua ba mà một lời luôn nè. Nói gì ba? Chết rồi. Đi qua đây, nữa. Đi qua đây. Con này của bà. Lát nữa đi con. Ủa, con có tiếng lót hả? Kêu nó lót gạch bữa giờ chưa lót á. Em kêu rồi. Cái gì nè đó. Đi với chị cà đâu. Chị lấy gì của em, chị lấy của em. Lấy cái gì đó hả luôn con. Chị lấy gì của em nè. Thấy chưa? Nói gì nè. Đúng có tự nhiên. Tôi lấy cái tài chữ. Cái gì? Đâu thì lấy cái cô của cưng đó. Đó, ai lấy má? Thì lấy. Lấy em ký. Không, ba cứ lấy 4 ký. Bởi vì nó cưới em nói vậy đó. À, bội nhiên suối. Ê, con người mà có lấy đồ của người ta không? Không có mà. Bội nhiên suối. Có lấy không? Có. Lấy đâu chỉnh nhà. Trời ơi, sao đứng mà dưới. Mà lấy mà đem về nhà rồi. Sao đứng dưới gì? Trời ơi, là phòng cao kiếm tố quá gì. Rồi, bây giờ lấy 2 ký khô của người ta giờ lỡ chói ngang luôn kìa. Nè, giờ chỉ có con khô này nè. Trời ơi, 2 ký khô ăn luôn rồi, giọng luôn rồi trời. Đây giống như là không mà có sao nó vậy thì thay thật luôn nè. Đâu? Hát cảo là gửi bên đây. Đâu? Gửi là gửi mấy ngày rồi đó hả? Đây nè, đó, gửi đàng hoàng. Chết mẹ rồi. Trời ơi, ông trời ơi. Còn có bển nữa. Coi hú ớt nãy gửi đâu rồi nhờ, hú ớt. Đùm đá. Kìa, hú ớt đây ba luôn. Gửi bên đùm đá đàng hoàng. Trời ơi, còn chị ha. Ai thật luôn nha. Nói nghe là chị mua 10 cái hát cảo chị bán mấy ngày? Chị tự làm em. Chị tự làm. Chị tự làm em, không có mua. Mua. Ai có gì là hàng đặc biệt đúng không? Ai đó? Nó làm luôn. Ai gì vậy lát? Rồi, chúc mọi người đến xem clip của nãy giờ nha để cho mọi người cho. Đi cho. Đi cho. Chỉ có cá à. Mấy mét đó. Kệ nó ngủ cá kìa. Nó cá mà luôn có tí sao nó ngủ cá. Nó mồi nó. Nó mồi nó.